chê. Khác nữa. Trời chê. Đồng ruộng đi. Quả núi này đẹp quá. Trong với cả nhà ơi, sẽ đứng để cho người ta kiểm tra chứng từ nè, đang xếp hàng. Sân bay hơi vắng cho nên mình làm thủ tục khá là nhanh mọi người ơi, vượt kỳ vọng. Hải quan cũng lẹ nữa, khai báo y tế xong có cái mã, cái là kiểm tra cái PCR với lại hộ chiếu vaccine của mình đó, là cô nhân viên sẽ cho mình một cái giấy. Cái đó giống như là cái giấy để chứng nhận mình đạt khai báo y tế. Xong rồi tới chỗ đóng dấu passport, hộ chiếu á. Xong rồi xôi hải quan. Hải quan bữa nay xôi nhanh lắm. Rồi thế là mình ra cho là kịp với đoàn luôn á. Ồ, đã quá. Thôi bây giờ tuy mệt nhưng mà rất là có khí thế. Về được Sài Gòn rồi. Chào Sài Gòn thân yêu. Bây giờ mình sẽ qua sân bay nội địa đi tiếp. Về Bình Định. Sân bay nội địa là đông đúc nè. Tết xong rồi vô ăn Tết nữa nè. Đông đủ. Đây vô ăn Tết đúng không? Đây vô ăn Tết nữa nè. Còn sân bay quốc tế là vắng, hơi vắng. Không nghe luôn. Hình như có một mình chuyến của chị về á. Có một chuyến chị à, tối nay mới có chuyến nữa. Tối nay là suốt như vậy luôn á. Đúng rồi, sân bay nội địa thì có vẻ làm ăn được hơn. Xuống cổng Vietnam Airlines. Quầy check-in của Vietnam Airlines đi Hà Nội cũng khá là đông. Nói chung là nội địa nhộn nhịp nhưng mà quốc tế thì vắng tanh à. Trời ơi, vô được quầy đồ ăn rồi cả nhà. Trình bánh mì nè,
phải ăn phở. Phở bò đặc biệt trong sân bay giá hơi chát cả nhà. 223.000 một tô. Mình uống trà đào nữa, trà đào 66.000. Thôi về tới đây, vô được tới cổng chờ của Vietnam Airlines để về Bình Định là vui quá rồi. Ăn xà lách. Phở bò đã ra, tô phở bò đặc biệt. Mê nhất là lá quế ở Việt Nam mình nè, thơm đúng điệu luôn. Xin mời cả nhà nha. Đã về được tới Sài Gòn rồi. Mình ngồi chờ về Bình Định và thấy có rất là nhiều chuyến đi Đà Nẵng nè, Hà Nội nè, Nha Trang nè, liên tục. Trẻ nguy cơ là khủng long mạch, hướng dẫn cẩn thận cho trẻ em. Nguyễn Thu Trâm, and don't remember, would like to wish you a prosperous and happy Lunar New Year. It's a pleasure to welcome you on board at the Airport 321. The flight number is VN7382 from Ho Chi Minh City to Quy Nhơn. After the flight time to Phu Cát Airport is 15 minutes. Thank you and enjoy your flight. Thưa quý khách vui lòng dành thời gian to open the aircraft door and let in traffic by the cabin crew. Please sleep in front seat belt at your seat. We hope you have enjoyed your flight on behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Đỗ Hùng Phương, Bursar Nguyễn Thu Trâm, and doctor members would like to say goodbye to you, and we wish you had a pleasant stay in Phu Cát, in Quy Nhơn City. We look forward to seeing you again soon. Once again, thank you and have a good night. Về quê thật rồi, về quê thật rồi. Cảng hàng không Phú Cát. Đây là cảng hàng không Phu Cát. Phu Cát Bình Định. À thì có được mà. Thì lộn được cho nên anh này chỉ đường thấy người Bình Định nhiệt tình đó mọi người. Hết xanh. Bắt đầu một đoạn đường mới thì phải phơi. Ủa hết xanh thiệt á. Sao mà xuống gì hả? Tải đâu nữa? Kìa, kìa kìa cứng nha. Nhìn nghe nào, không thấy. Không thấy đường. À, kính mở kìa. Có phải ấy đây chính? À, hết rồi. Chùa coi như là thịt quá đi. Rồi lên lên lên, để xe lên. Thực ra là đổi vé 3 lần rồi á, nhất quả tam 3 lần, lần thứ 3 mới được về nè. Bye bye chào anh em nhé. Bye bye chào anh em nhé. Mọi người nhớ tới Bình Định du lịch nha, đường xá này rộng rãi lắm luôn. Lên ơi, rỉ mít quải muốn tay muốn quạt không đó. Đã sẵn rồi ạ. Lộn luôn quá
Chưa, cái gì em nói. Đấy. Chị khác rồi chị ạ. Chào chị nhiều nha. Má. Trời, chị rưng rưng nào. Chị rưng rưng. Ừ. Đấy chị đấy. Chờ. Mấy cỡ. Định ôm với mày mấy cỡ. Chu che khác nữa. Chú tôi chưa quay được cảnh sống. Mừng chứ sao mà. Vui vui rồi thôi, không quay mặt, mấy cỡ á.